Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Rudolph, đứng lại đấy. Cậu đã mách mẹ tớ việc tớ đi học muộn đúng không? Ờ, tớ không... Ai tớ có nói, nhưng tớ không cố tình mà. Nếu tớ mà bị mắng về việc này, tớ cũng sẽ cho cậu biết tay. Cậu đã hiểu chưa? Hiểu. Hèn lại bắt nạt Rudolph nữa rồi. Không được, mình phải giúp cậu ấy. Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Hèn, tớ không cố tình thật mà. Rudolph, là tớ đây, Kiki. Tớ cứ tưởng cậu là Hèn. Tớ đã biết chuyện của cậu với Hèn, và tớ ở đây để giúp đỡ cậu. Ồ, thật á? Nhưng mà cậu đâu có khỏe như Hèn đâu. Nhưng tớ thông minh hơn Hèn. Yên tâm đi. Tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu. Cậu sẽ được bảo vệ. Để tớ xem nào. Bán trượt. Chúng ta hãy dùng cái này. Cái này làm sao mà ngăn được Hèn? Chúng ta sẽ lấy lá cây che đi như thế này. Như vậy cậu ấy sẽ không thể vào được. Hèn sẽ không bị thương có phải không? Để tớ thử trước xem. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tớ nghĩ nó không dùng được rồi. Xuống đi, để tớ thử xem. Đau quá. Hay là mình dùng cách khác đi được không? Đặt bẫy ở bên ngoài thì quá lộ. Chúng ta tốt hơn là nên đặt bẫy ở trong nhà. Bao cát. Chúng ta sẽ buộc dây thừng vào đây. Nhìn đây. Đây là một cây bẫy mới. Ý, cậu thấy bao cát ở đằng kia không? Lại đây. Và nhìn quả táo này đi. Khi Hèn nhặt quả táo này lên, cái bẫy sẽ được kích hoạt. Nhìn xem. Đấy. Hèn đến rồi. Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Lại đây, chúng ta phải trốn đi. Nhài. Táo à? Táo là phần mình đúng không? Đây là Nana. Này rồi đó. Không. Chắc là chúng ta nên dùng cái loại bẫy khác rồi. Tớ có ý này. Thùng gỗ. Lần này chắc chắn là thành công. Tớ cũng mong là nó sẽ thành công. Nhìn đây, khi Hèn mở cửa ra, chiếc thùng này sẽ rơi xuống đầu cậu ấy. Và Hèn sẽ phải nói rằng: xin lỗi Rudolph, tớ sẽ không bao giờ bắt nạt cậu đâu. Rudolph, cháu có đây. Nhà không? Không phải lo, tin tớ đi. Rudolph ơi, có hàng cho cháu này. Tớ cứ tưởng là Hèn. Bình tĩnh, chỉ là giao bưu kiện thôi. Để tớ lấy cho. Cẩn thận cửa nhá. Rudolph nhìn này. Là đoàn tàu đồ chơi. Rudolph chắc chắn là sẽ cho mình chơi cùng. Ê, cái cẩn thận. Ôi.
cả. Mau kéo tôi ra đi. Rudon. Cứu cứu cứu. Cứu với. Wow, Kiki, con làm được rồi. Dĩ nhiên rồi. Hen, cậu không được bắt nạt Rudon nữa. Bắt nạt á? Tôi đến đây để xin lỗi mà. Xin lỗi á? Không phải là cậu đến để đổ lỗi cho cậu ấy à? Tớ đến trường muộn bởi vì tớ phải dìu một bà lão đến bệnh viện. Bà bị ốm. Mẹ tớ khen tớ làm rất tốt và đã thưởng cho tớ bánh sô-cô-la. Và tớ mang nó đến đây để chia cho Rudon. Tớ hiểu rồi. Xin lỗi, tớ hiểu nhầm cậu rồi. Kiki, tại sao con chưa về nhà? Con đang ở đâu? Về nhà ngay. Cứu tớ. Chú đau? Chú có sao không? Dĩ nhiên là chú không sao rồi. Nhìn đây, chú đang tập yoga. Chú thật là giỏi. Dĩ nhiên rồi, chuyện dễ như ăn bánh. Chú có sao không? Dĩ nhiên là không sao rồi. Đây là một trong những thế yoga khó nhất. Chú đau, kia là gì ạ? Nhìn nó ngầu quá. Đó là phát minh mới của chú. Robot chó giúp việc. Cháu muốn nhìn thử. Chờ đã, Kiki. Không hay rồi. Chú đau, chú đau. Tới đây xem này. Cháu làm cái gì thế? Chú nhìn này, nó trông giống chú quá. Đừng có ngốc như thế. Thật tuyệt quá đi. Chúng ta hãy cùng chụp ảnh chung nhé. Đã phát hiện chướng ngại vật không xác định. Đã phát hiện chướng ngại vật không xác định. Đã phát hiện chướng ngại vật không xác định. Chú đau, sao con robot chó giúp việc lại đuổi cả chú ra ngoài vậy? Thì thật ra còn hơn cả như vậy nữa. Từ khi robot chó giúp việc đến đây, cậu chủ chỉ quan tâm đến nó thôi, còn không thèm để ý đến chú nữa. Thật tệ quá. Chúng ta phải đuổi nó đi thôi. Làm thế nào? Chú hãy tin cháu. Baby bird. Rất mạnh ngôn ngữ. Súng đồ chơi. Cháu đùa chú đấy à? Cháu định làm gì với nó? Theo cháu. Nó ở đằng kia. Chúng ta làm được rồi. Chú thấy chưa? Đã phát hiện chướng ngại vật không xác định. Đau quá. Chú đau đâu rồi? Lẽ ra chú không nên tin một đứa nhóc như cháu. Chú đau, chú đừng buồn. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu với nó mà. Không, thôi quên đi. Chú sẽ ra khỏi đây. Chú đau, chú đau. Nhìn này, chú nhìn bức ảnh này đi. Đúng rồi, đằng sau nó có công tắc.
Nhưng mà làm sao chúng ta đến gần nó được? Cháu có ý này. Baby Bird. Hey, rất mạnh ngôn ngữ. Nó sẽ không thể phát hiện ra được chúng ta đâu. Thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi. Chú đau, chú ổn chứ? Chúng ta làm được rồi. Giờ thì ngươi sẽ hiểu cảm giác bị vứt đi nhá. Bật chế độ tự bảo vệ. Ôi không, chạy mau. Chú đau. Chú đau, lên tầng mau. May mà nó không thể leo cầu thang. Cuối cùng chúng ta cũng được an toàn rồi. Đào ơi, cậu có thấy robot chó đâu không? Mọi người đâu cả rồi? Xin chào, chú chó robot của tôi đã sửa xong chưa? Tôi xin lỗi, tôi cần 2 ngày nữa mới sửa xong. Tôi sẽ gửi ngay cho bạn khi nó được sửa. Có người gửi robot chó ở đây để sửa. Cậu chủ vẫn cần tôi. Yeah. Wow, tớ muốn được ra ngoài chơi. Này, dậy đi, có người đang đến. Mình chọn cái nào đây nhở? Chọn tôi là mon. Mình chọn cái này. Này, trông cậu buồn vậy? Có chuyện gì à? Bây giờ chỉ còn mỗi mình tớ ở đây. Tớ cũng muốn được ra ngoài chơi. Vậy thì chúng ta sẽ giúp cậu. Tiên, đầu tiên cậu chỉ cần cho đồng xu vào và sau đó nhấn nút màu cam là được. Nhưng chúng tớ không có đồng xu nào cả. Con mèo tiết kiệm. Đi theo tớ. Được thôi. Đi. Tớ nghĩ nó đã ở đây mà. Ê, ở đằng kia. Này, mèo tiết kiệm. Cậu ấy đang tự gãi ngứa mình. Hãy giúp cậu ấy.
Được. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Mèo tiết kiệm, cậu có thể cho chúng tớ một xu được không? Các cậu có mang theo đồng xu không? Chà đa, nhìn nó này. Tuyệt. Nhét nó vào trong đi. Ôi không, nó cao quá. Chúng ta làm thế này nhá. Nghe hay đấy. Nhét nó. Hãy thử lại. Các cậu có sao không? Chúng tớ ổn. Tớ ước chúng ta cao hơn một chút. Cao hơn à? Chúng ta có thể cao hơn nếu chúng ta là một tòa tháp. Ấy hay đấy. Hãy gọi các bạn của chúng ta đến giúp nào. Chúng tôi đến rồi đây. Một chút. Được. Một, hai. Không, sang bên trái. Ở đó, dừng lại. Nhét xu vào. Ta không thể đại
trượt xuống nào. Tớ đến đây bạn tốt à. Các cậu, tớ làm được rồi. Rất vui này, rất vui này, được chơi cùng với các bạn. Những người bạn tốt à, cảm ơn các cậu rất nhiều. Cảm ơn các cậu đã giúp tớ. Không có gì, giúp đỡ bạn bè luôn là điều tốt mà. Hả? Đúng, đúng. Mình mong lần này sẽ được. Ôi. Lại hỏng rồi. Robot máy. Ơ, xương đâu ấy nhỉ? Mình có thể dùng cái cờ lê. Lại một phát minh hỏng nữa. Là nó. Bắt được rồi nhá. Mình đem nó đi đâu bây giờ nhỉ? Kiki. Xin chào. Chào chú Đao ạ. Bọn cháu đang chuẩn bị đi picnic. Chú có muốn tham gia cùng bọn cháu không? Không, chú bận lắm. Nhưng cho cháu cái này. Wow, một cây kẹo bông khổng lồ. Cảm ơn chú Đao ạ. Kẹo bông biết bay à? Là đám mây nhỏ. Kiki, cậu có sao không? Không sao. Cậu bị cảm lạnh rồi à? Hãy ăn một miếng súp ấm nhé. Không, súp của tớ. Cái gì thế? Đây là đám mây nhỏ của chú Đao đưa cho tớ. Bạn đi thích hơi nước. Hết hơi nước rồi à? À ha. Wow, Kiki, đấy là cái gì? Đây là đám mây nhỏ. Cậu ấy ngầu lắm đấy nhá. Hãy xem cậu ấy làm được gì đấy này. Mây nhỏ, đến kia đi. Wow, đám mây nhỏ thật ngầu. Có vẻ như cậu chủ thành công lần này rồi. Mình sẽ bắt nó lại. Yeah.
Sao nó không hoạt động nhỉ? Hả? Cứu tôi! Hả? Chú đâu kìa? Đi nào! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chú đâu? Tắt cái máy hút bụi đi! Tắt đi! Kiki! Ôi không! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chú đâu? Chú không sao chứ? Chú đâu? Tại sao chú lại mang máy hút bụi vào rừng để làm gì thế ạ? Chú dùng để hái hoa quả ấy mà. Đám mây nhỏ đã cứu chúng ta, nhưng cậu ấy biến mất rồi. Nhìn kia. Là đám mây nhỏ. Chào bạn cá nhỏ, bạn có khỏe không? Bạn cá nhỏ, nhìn mình này. Lại là cháu à? Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn bạn cá được vui vẻ. Cháu không muốn làm chú sợ đâu ạ. Chú không sợ? Cháu làm cá của chú sợ ấy. Cháu không cố ý mà. Chú biết cháu cố ý, nhìn con cá đáng thương của chú đây này. May mà chú bỏ thêm đồ ăn cho nó. Cá nhỏ có vẻ cô đơn, sao chúng ta không tìm thêm bạn cho nó nhỉ? Tìm thêm bạn á? Được đấy. Cá đâu hết rồi nhỉ? Giờ chú sẽ chỉ cho cháu cách thu hút cá. Thức ăn của cá. Nhìn đây. Chú sẽ nhử hết cá ra. Tới bạn đi nào, cá ơi. Đến lượt cháu. Cá đang đến đấy. Hả?
Chú đau đâu rồi nhở? Cá nhỏ, ăn cái này này. Buồn quá. Để tớ giới thiệu bạn mới cho cậu nhé. Chú đâu? Chú đây rồi. Chú xem bạn cá này đi. Bạn cá đâu mất rồi? Ôi không, bạn ấy gặp nguy hiểm. Mình không thể bơi được nữa. Mình có ý này. Cái mặt nạ dưỡng khí này thật là vướng víu. Chú đâu? Chúng ta bị kẹt rồi. Trốn đi. Nó đi rồi. Chúng ta không thể ra khỏi đây. Chúng ta làm gì đây? Nhìn kìa chú đâu, có thật nhiều cá. Cá nhỏ buồn vì bạn ấy bị mất tự do. Nếu được ra khỏi đây, chú sẽ thả tự do cho bạn cá nhỏ. Là lỗi của cháu, thật là một ý kiến tồi tệ. Đừng ăn thịt tôi. Bạn của chú cá nhỏ đã giúp chúng ta. Chúng đã cứu chúng ta. Chú đâu? Chú đã hứa sẽ thả tự do cho bạn cá nhỏ rồi mà. Đi đi, trước khi ta đổi ý. Thật là nhiều đồ chơi. Wow, thật là nhiều bong bóng quá. Đây là tên mi. Đây là đồ chơi tạo bong bóng. Nó có thể tạo ra rất nhiều bong bóng. Wow, nó thật là ngon. Để tớ cho các cậu thấy một thứ còn tuyệt vời hơn. Nhìn xem này. Wow, bong bóng trái tim và bong bóng cá. Thật tuyệt vời. Johnny, máy tạo bóng của cậu thật là ngầu. Cậu lấy nó ở đâu vậy? Để tớ nói. Chắc là Tony đã phát minh ra nó.
Wow, nó thật tuyệt, Danny. Cậu là nhà phát minh. Nhà phát minh à? Mình thích được gọi như thế. Thật ra tớ có một phát minh nữa. Wow, có thể cho chúng tớ xem không? Tất nhiên rồi. Này các cậu, đây là con tàu tớ đã làm. Lên đây nào. Johnny, lái thuyền nào. Vâng, thuyền trưởng. Danny, cậu là nhà phát minh tuyệt vời. Tất nhiên rồi, tớ có thể làm ra mọi thứ. Các cậu nhìn những chú chim kìa. Tớ ước có thể bay cao như chúng. Tớ cũng vậy. Donnie, cậu có thể làm thứ gì đó có thể bay không? Bay à? Được thôi, tớ sẽ làm một chiếc máy bay. Yeah! Hãy tổ chức một bữa tiệc trên bầu trời. Tớ sẽ mang theo ống nhòm. Tớ sẽ nướng một chiếc bánh thật ngon. Nó đây rồi. Bị kẹt rồi. Là Kiki. Ôi không, mình gặp rắc rối to rồi. Yay, tớ cũng mang theo cái này. Tớ cần gì nữa nhỉ? Có lẽ tớ nên kiểm tra ở đằng kia. Đây rồi, ống nhỏ của tớ. Bữa tiệc bầu trời, tớ đến đây. Bánh đã sẵn sàng, xin nhường đường nào. Tớ rất nóng lòng muốn chia sẻ với các cậu trên máy bay. Sẽ rất vui đây. Nhìn kìa, đó là Donny. Donny, máy bay đâu rồi? Chúng tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi, đi thôi. Tớ xin lỗi. Không có máy bay ở đây. Gì cơ? Ý cậu là sao? Nói thật thì tớ không phải là một nhà phát minh. Mấy đứa chơi tạo bóng và con tàu thì sao? Đúng. Thế chúng thì sao? Chúng chính xác là đồ chơi của Kiki. Tớ đã nói dối để các cậu nghĩ rằng tớ là một nhà phát minh vĩ đại. Vậy thì chúng ta không thể có bữa tiệc trên trời nữa. Tất cả những thứ này cũng vô dụng rồi. Đợi đã. Tớ đến đây, đợi tớ với. Danny, mọi người đi đâu hết rồi? Các cậu ấy đã bỏ đi hết rồi. Bỏ đi á? Tại sao? Còn bữa tiệc thì sao? Tớ không phải là nhà phát minh. Tớ đã nói dối các cậu. Tớ xin lỗi bao. Sao cơ? Bóng bay của tớ. Danny, giúp tớ.
tôi đang bay mất. Cảm ơn Johnny. Của cậu đây bao. Bóng bay. Tớ đã có một ý tưởng rất hay. Ý tưởng hay ư? Chúng ta sẽ có một bữa tiệc trên bầu trời. La 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 la, đến với tớ bạn ơi. La 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 la, đến với tớ bạn ơi. Làm thật nhiều bong bong bay, rồi mình buộc vào đây thật chắc. Đẹp tuyệt vời bong bong bay, bọn mình cùng nhau bay lên nhé. Chúng ta bay thật cao, bong bong sắc màu đẹp xinh. Thích quá các bạn ơi, nhìn kìa bầu trời thật bao la. Điều này thật là tuyệt vời. Johnny, cậu đúng là nhà phát minh vĩ đại. Các bạn nhỏ, bây giờ các bạn đã biết nói dối là rất xấu đúng không? Đừng mắc sai lầm giống như tớ đã làm nhé. Bánh đã xong rồi. Kiki sẽ rất thích đây. Là một chiếc xe. Wow. Nó chạy đường này. Thật tuyệt. Xem từ đây. Này các cậu. Wow, nào Johnny, cậu thật đấy. Hẹn gặp lại nhá. Lần này mình sẽ nhảy thật là cao. Một chiếc mũ. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhặt mũ. Chiếc xe này ngầu quá. Tớ cũng muốn lái. Không, tớ chưa chơi xong. Này, đợi tớ với. Tạm biệt. Mấy bạn kẹo đang phát sáng kìa. Mình biết phải làm gì rồi. Dừng lại đèn đỏ rồi. Cái gì? Đúng là đèn đỏ rồi. Giờ là tới lượt tớ. Không. Thôi mà Johnny, để tớ lái đi mà. Xe đâu rồi nhỉ?
Ý là tớ. Tớ với con thì được rồi. Tớ chưa chơi xong. Tránh ra để tớ lái. Sao hai bạn ấy lại cãi nhau nhở? Là Hamper kìa. Hamper, cẩn thận đấy. Chào các cậu. Đi đi tớ lái. Wow, xe đẹp đấy. Các cậu chờ tớ nữa. Đến lượt tớ rồi. Thật đáng sợ. Tớ mong là không ai bị thương. Kia là cái gì? Ra đó xem đi. Được thôi. Xe hỏng rồi. Giờ thì chẳng ai có thể chơi được nữa. Tớ xin lỗi, tớ không nên tranh vô lăng với cậu. Tớ cũng xin lỗi, tớ chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Thế thì giờ chúng mình cùng nhau sửa đi. Ý kiến hay đấy. Tớ không lắp được cái này. Để tớ giúp cậu. Cảm ơn cậu. Đây là cảnh cuối cùng. Hey, xong rồi. Tuyệt, giờ mình cùng lái thôi. Đi thôi. Được rồi. Chuẩn bị. Đi nào. Xe không di chuyển. Johnny, xe bị sao vậy? Tớ không biết. Màu, cho bọn tớ mượn điều khiển được không? Được thôi. Dĩ nhiên là được. Chúng ta cùng lần lượt lái nhé. Nào cùng đi xe vroom vroom vroom. Mình ở bên nhau la 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 la. Giờ mình đi. Tăng tốc nào, vroom vroom vroom. Ta rất vui khi thấy nhau lái xe. Hãy cùng đi nào, yay yay yay. Đến lượt tớ rồi. Chuẩn bị. Đi nào. Nào cùng đi xe, vroom vroom vroom. Mình ở bên nhau, la 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 la. Giờ mình đi thôi, thật là vui. Tăng tốc, zoom zoom zoom. Ta rất vui khi theo nhau. Nhỏ, hãy luôn chia sẻ đồ chơi của mình nhé. Không nên tranh giành, hãy lần lượt cùng nhau chơi. Như vậy các bạn có thể thêm nhiều niềm vui. 1, 2, 3, 4, 5. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ chuẩn bị tới đây. Hey!
Tớ tìm thấy cậu rồi. Cậu tìm thấy tớ nhanh thế. Bánh dâu tây đâu rồi nhở? Tớ không thấy cậu ấy đâu. Chú hãy giúp cháu chuyển hộp bánh này cho Rudolph nhé. Được thôi, không vấn đề gì. Không, bánh dâu tây ở trong hộp bánh rồi. Ta phải làm sao đây? Đúng rồi, đi cứu cậu ấy thôi. Đằng kia, nhanh lên. Không vấn đề gì, tốc độ nhanh nhất luôn. Đuổi kịp rồi, nhanh hơn đi. Đi tớ đi. Lên. Tớ lái xe hơi bị siêu đấy. Nhanh lên, chúng ta phải đuổi kịp. Sao lại dừng lại? Đi tiếp đi. Chúng ta hết pin rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể cứu được dâu tây. Chắc là cậu ấy sợ lắm. Này, nhìn kia, cậu ấy ở đằng kia. Đi nào. Chúng ta hãy qua đường khi đèn chuyển sang xanh. Xanh rồi, đi thôi. Xe đến. Có chuyện gì vậy? Tớ biết rồi. Đèn xanh rồi, đi thôi.
Xe buýt đang tới. Thật là đáng sợ. Đi thôi. Tony, Fry, xin hãy đến cứu tớ. Tony, Fry, tớ ở đây. Đáng sợ quá đi. Cảnh sát đây kìa. Chúng ta đến cứu cậu đây. Cảm ơn hai cậu. Tớ biết hai cậu sẽ đến cứu tớ mà. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là bạn tốt mà. Trốn đi. Anh em trốn đi. Ra đây các cậu. Chúng ta về nhà thôi. Được thôi. Nếu bạn bè của chúng ta gặp nguy hiểm, hãy thật dũng cảm và nghĩ cách giúp họ nhé. Nhưng hãy luôn nhớ là phải thật cẩn thận.